Chào tất cả các anh chị em. Hương sinh năm 1982, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì tháng này Hương có một tuyển dụng và Hương chia sẻ cái câu chuyện tuyển dụng cũng thông qua là sản phẩm. Thì tất cả các nhà phân phối của Hương đều từ việc là dùng sản phẩm wellness. Thì có phần đa là ở nông thôn, phần đa ở nông thôn, và khi mà mấy bạn bắt đầu được chia sẻ sản phẩm ấy thì mấy bạn không tin. Và Hương dùng một cái thông tin cơ bản nhất là cái sản phẩm thì có thể là trên thị trường trôi nổi rất là nhiều nên em không có rõ, nhưng mà chỉ chia sẻ một cái đơn giản là cái người mà phát minh ra sản phẩm là cái người mà phát minh ra cái sản phẩm cái thiết bị Luka, tức là cái máy nén thở trong xe cứu thương. Thì với cái xe cứu thương thì hầu như là gần 100 triệu dân của Việt Nam mình ai cũng biết. Và khi bạn nói ôi sao vậy, chị tuyệt vời vậy hả? Và khi mà bạn biết được cái thông tin là một cái máy nén thở trong xe cứu thương mà cứu được tất cả mọi người thì chắc chắn cái sản phẩm này rất là tốt. Và khi mà bạn đã dùng cái sản phẩm tháng đầu tiên ấy, bạn đã cảm nhận là bạn đã rất là hoang mang, tại vì bạn đã bị vai gáy. Và khi mà dùng ấy thì bạn đã bị toát hết mồ hôi tay, mồ hôi chân, và bạn đã lạnh từ đầu đến chân luôn. Và Hương theo dõi mỗi ngày thì sau một tuần là bạn đã cải thiện được cái tình trạng là nhức mỏi ở vai gáy. Sau đúng một tuần là cảm thú. Và Hương dùng chính câu chuyện của Hương, Hương nói chúc mừng em. Em một tuần mà em đã cảm nhận được rồi, chứ chị bị thoái hóa cột sống mà phải một tháng sau chị mới cảm nhận. Tức là Hương đồng cảm với bạn đó. Và sau khoảng một tháng thì bạn đã dùng, bạn đã cải thiện được khoảng 60%. Thì bạn mới hỏi là chị ơi, tại sao ngày nào em cũng thấy chị cứ chia sẻ cho ai vậy? Thì từ cái sản phẩm một cái thì Hương mới bắt đầu chia sẻ đến công ty. Hương kể một cái tâm vĩ mô đầu tiên là công ty là 55 năm rồi, là bao nhiêu quốc gia đó. Nhưng mà cái mà Hương nhấn mạnh nhất là Hương tự hào được một cái người dẫn dắt, đó là thạc sĩ Nguyễn Đăng Yên. Đó, và khi mà Hương chia sẻ thạc sĩ Nguyễn Đăng Yên thì mọi người cũng không biết thạc sĩ Nguyễn Đăng Yên là ai hết. Và Hương nói là chính thạc sĩ Nguyễn Đăng Yên là người duy nhất hiện tại tạo ra cái mô hình kinh doanh online tại Việt Nam luôn. Và chính cái sản phẩm này đã giúp Bảo Trợ Đăng Yên bảo vệ được cái luận án thạc sĩ đó. Thì bạn đã tin tưởng và bạn nói chị ơi dòng tiền hay về thì cho em làm luôn. Và khi tất cả bốn nhà tuyển dụng tháng này của Hương, Hương cũng tuyển dụng qua cái mối quan hệ ấm bằng việc đầu tiên là dùng sản phẩm wellness, và việc thứ hai đó là Hương gieo từ từ. Và tháng thứ hai sau khi mà dùng sản phẩm của qua tháng thứ hai thì Hương hướng cho bạn là đi đến cái việc là dùng sản phẩm mà có trong tiền thu nhập, và bạn quyết định làm. Đó là câu chuyện tuyển dụng của Hương ạ. Cảm ơn chị Hường, rất là hay. Và như vậy sáng nay mọi người cũng đã có những cái câu chuyện, những cái